đúng. À, 5 giờ ở nhà ảnh thì 4 giờ mình đi. Dạ. À, sẵn câu anh Lập anh Tánh cặp Hiền. Ok, ai cũng được. Nhưng mà bây giờ cậu dẫn con ra quay cái mic. Bữa hôm rồi nói mà chưa thấy. Muốn đi coi cái mic hả? Dạ, dạ. Đi. Cậu mở bên hông đi. Ở nhà cậu tại đây còn đi qua tới ngã ba quẹo phải vô đó đó là vô nhà anh Phú. Dạ. Còn nhà dì Ba Phượng ở đây. À. Phía sau này là cái nhà thờ tròn của ngay chỗ góc Bù Xa với đường Newland đó. Đó hổm rồi cậu nói cái vụ cây mít con chờ hoài quên. Bây giờ coi. Dạ dạ. Ngày mai là dỗ của dì Tư. Dạ. Ma quá ha. Năm. Hôm nay cái trường học mấy đứa nhỏ nghỉ thành thử con được chạy về đây chứ bình thường con đâu có ra về được. Đâu, cơm mít đâu? Đây cũng thấy nữa nè. Ồ, có trái đã rồi. Dạ dạ. Bước vô nghe, dạ, sát bên quay. Ồ, oh, đã luôn. Hai trái con. Ồ. Oh. Mà cái cây có ba lớn. Ồ, oh, đây. Mít. Để còn nói đã. Cái cây này nó mắc thấy kỳ lắm. À. Tuổi nó đó hả, cũng cỡ 7 8 tuổi rồi đó. À. Mà hồi mua nó đó cái thân nó lớn chừng hồi đó ba lớn rồi bây giờ nó lớn. Nhưng mà con theo kinh nghiệm của con nói cậu. Ừ. Thằng này nó không phải tố nữ. Không phải đâu hả? Tố nữ á, nó là ở trong thân nó đâm ra không à. Vậy à? Dạ, còn này nó ra cành. Nó ra cành, không phải. Chứ, dạ, dạ. Bán rẻ quá mà đi chơi cũng vui. Thế kể, mấy trồng cũng có chứ. Ở đâu, ở cái vùng này đâu phải ai đâu trồng được đâu. Có. Dạ. Thấy thương không? Dạ, đã luôn. Dạ. Đó, con thân quay, dạ. Ừ. Rồi, vậy con giọt. Dạ. Dạ. Rồi mốt. Dạ, chiều mốt con khoảng 3 rưỡi 4 giờ con quay lại trình diện cậu. Okay. Rồi.